Ok, xin chào tất cả quý anh chị các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là 22 tháng 12, thứ tư. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích qua thị trường, đi nhận định qua một số những cái cổ phiếu mà quý anh chị các bạn quan tâm nhé. Tiếp nữa là thì trong cái nội dung chính của hôm nay thì chúng ta sẽ đi xem qua một chút về dòng tiền và chúng ta có thể có cơ hội kỳ vọng ở cái vùng tích lũy hiện nay. Các bạn thấy là trong khoảng thời gian vừa rồi thì thị trường tích lũy ở cái vùng này cũng đến tuần hôm nay là cũng gần như là gần 2 tuần, hơn 2 tuần đến nơi rồi, mà chúng ta thấy là cái biên độ dao động càng về cuối cùng, càng về sát những ngày cuối như này thì biên độ dao động lại càng lớn vậy. Và thậm chí là dòng tiền đang rút cũng khá là nhiều ở VN30, và cái gánh nặng của VN30 nó đã tạo cái lực nặng từ trên xuống cũng khá là nặng cho thị trường chung của chúng ta. Bạn thấy là thị trường phiên sáng thậm chí là còn tạo gap tăng lên, nghĩa là từ hôm nay cho đến từ phiên hôm qua cho đến hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường tạo một cái kiểu như là cơ hội muốn muốn tăng lên, muốn bứt phá khỏi cái vùng tích lũy này. Thì tuy nhiên là cái cảm giác mà thị trường nó hơi muốn mong muốn bứt phá này hơi khó đúng không ạ? Ví dụ như cái phiên hôm nay chẳng hạn, VN30 nó tạo cái gánh nặng rất là nặng và chủ yếu là nằm ở nhóm ngân hàng. Thì đây cũng là một cái lực mà một cái câu chuyện khá là khó nói ở cái thời điểm tiếp theo, đó là nhìn nhận về thị trường chung thì chúng ta vẫn còn cơ hội ở cái nhóm bất động sản nồng đỡ. Tuy nhiên thì ngân hàng khá là nặng và cái lực mà để bật lên thì nó cũng là hơi khó. Chính vì cái điều đấy mà nhóm ngân hàng vẫn cứ tiếp tục đi dò đáy, và những cái cổ phiếu đã tăng hấp dẫn trong cái thời gian vừa rồi, dòng tiền vẫn cứ tồn đọng như bất động sản thì vẫn tiếp tục đi tìm đỉnh mới, đi vượt đỉnh mới, và đặc biệt là một số những cái cổ phiếu mid cap, small cap thì vẫn liên tục vượt đỉnh. Và dòng tiền của phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta thấy là dòng tiền của chỉ có duy nhất bất động sản tăng 2,22% hoặc 2,2%. Và sau đó thì chúng ta thấy là những cái nhóm cổ phiếu ví dụ như bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán tiếp tục giảm, và thậm chí là chứng khoán giảm hơn 2%. Và đây cũng là cái gánh nặng cũng khá là lớn cho toàn bộ thị trường của chúng ta, và thậm chí là nhóm thép hôm nay vẫn tiếp tục giảm và thậm chí là hình như là thủng đáy. Các bạn nhìn thấy là ở cái chiều mà giảm sâu, ví dụ như những cổ phiếu HDB này, VPB, BIDV, thậm chí là SHB là những cổ phiếu đã giảm rất là sâu trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay, và thậm chí là đã tạo đáy mới đúng không ạ? Và HPG cũng như thế, đi thủng đáy mới luôn các bạn nhé. HPG mình cũng đã kỳ vọng là HPG sẽ tạo đáy ở cái vùng này. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy là trong cái phiên giao dịch hôm nay, HPG thủng luôn cái vùng đáy này và thủng luôn đây. Và thậm chí là một số những cái cổ phiếu ví dụ như là VPV vẫn tiếp tục thủng đã. Đóng cửa vẫn thủng này. Hay là SHB, SHB hôm nay giảm khá là sâu. Mình sẽ vèo một cái thủng luôn cái vùng đáy, cái vùng hỗ trợ mạnh nhỉ. Và thì toàn là những cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng giảm sâu, đặc biệt HDB trong cái thời gian vừa rồi thì trong nhóm ngành ngân hàng hy vọng HDB nó sẽ có sự giảm khá là ít vậy. Thì đồng đồng cùng với nhóm ngành thì chúng ta thấy là HDB có sự tăng khá là tích cực ở trong cái giai đoạn mà so sánh chung với nhóm ngành. Tuy nhiên thì hôm nay một cái cây nến giảm rất sâu, thủng luôn MA50. Hầu như là hôm nay nhóm ngành ngân hàng giảm rất là sâu và tạo cái lực rất là nặng cho toàn bộ thị trường của chúng ta, và chỉ còn duy nhất nhóm ngành bất động sản quay trở lại đỡ thôi. Và ở cái chiều đỡ thị trường, nhóm ngành bất động sản ví dụ như là VIX này, DG hoặc là KDH, và hôm nay là cổ phiếu KDH rất là đẹp luôn, TCH nữa. Ok, thì đó là một số những cái thông tin mà nhìn nhận qua thị trường, những cái cổ phiếu mà tác động liên quan đến thị trường tạo cái lực giảm sâu của phiên giao dịch hôm nay mà thôi. Chúng ta sẽ đi xem qua dòng tiền một chút các bạn nhé. Bạn nhìn thấy là dòng tiền hôm nay thì rõ ràng là rút khỏi nhóm ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng rồi, chủ yếu là chỉ có bất động sản hồi phục thôi, bất động sản và xây dựng. Đây là dòng tiền của VN30. Chúng ta thấy là ở hai cái thời điểm mà thị trường tích lũy và rách đi lên thì dòng tiền ở hai cái thời điểm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta để ý một chút ạ, ở cái giai đoạn mà thị trường tích lũy ở đây thì một khoảng thời gian cũng tích lũy khá là dài, hơn 2 tuần, gần 2 tuần một chút, và dòng tiền ở cái thời điểm này thì là dòng tiền ở cái mức khá là cao nếu mà chúng ta so sánh ở cái thời điểm hiện tại đúng không ạ? Bạn nhìn thấy dòng tiền ở đây và dòng tiền ở cái vùng mà tích lũy thì nó đang có chiều xu hướng là phân kỳ đi xuống một chút, phân kỳ đi xuống một chút, và nó đang đi tìm cái vùng hấp dẫn, sự cân bằng giữa cung và cầu. Thì tuy nhiên ở cái vùng này thì chúng ta nhìn thấy là dòng vẫn tích lũy y hệt như nhau nhé, vẫn tích lũy trên MA20, và cái MA20 đang có chúng ta cho một cái mức là hỗ trợ khá là vững, nhưng mà dòng tiền thì ở cái mức thấp như này. Đây chỉ là dòng tiền VN30 thôi, và dòng tiền đang ở cái mức khá là thấp.
Và thì mình thấy là cái kỳ vọng ở đây đó là khi dòng tiền thấp như này thì cái chu kỳ tiếp theo dòng tiền quay vòng quay trở lại thì nó sẽ tiếp tục khả năng phục hồi. Và đây là mình thấy là tất cả những cái sự kiện này đều cho chúng ta một cái sự kỳ vọng là khả năng thị trường nó sẽ còn cơ hội rất là nhiều được phục hồi, và đặc biệt là cổ phiếu trên VN30 các bạn nhé. Bạn nhìn thấy những cái lần mà dòng tiền giảm đi xuống nó sẽ có chu kỳ phục hồi đi xuống, hay là giảm đi xuống nó sẽ phục hồi nó dài dài. Thì theo quan điểm của mình thì thời điểm hiện tại thì có lẽ là dòng tiền để phục hồi vào VN30 thì cần khoảng thời gian khá là dài. Ok, thì đó là một số những cái thông tin mà mình nhìn nhận về thị trường thôi. Thì mình vẫn thấy là thị trường hiện tại tích lũy theo chiều tích cực thôi, không quá đáng để lo ngại nha các bạn nhé. Biên độ dao động hơi lớn một chút là phần nhóm ngành ngân hàng hôm nay nó hơi bị nặng mông một chút, và nhóm ngành mà hút dòng tiền thì vẫn tiếp tục, một số những cái cổ phiếu nhóm ngành bất động sản vẫn tiếp tục hút dòng tiền, và nhìn chung thì nó là khá là tích cực. Cái chiều mà tác động liên quan đến tích cực cho chúng ta thì những cái cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và vừa nằm trong nhóm ngành bất động sản thì vẫn tiếp tục hút tiền, ví dụ như HQC, HAG hoặc FLC hoặc là ITA thì đều có sự hút tiền cả. Tự doanh hôm nay thì đầu phiên hôm qua thì xuất hiện bán ròng, và chúng thấy là tự doanh của phiên hôm qua hay là phiên hôm ngày 21 thì cũng đã xuất hiện mua hạt Vinhome khá là nhiều, đặc biệt là khối ngoại hôm nay thì có cả dòng tiền khối ngoại tham gia vào thị trường khá là nhiều rồi. Thì đấy là cái câu chuyện là mình thấy là khi dòng tiền rút khỏi những cái vùng thấp như này thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội là kỳ vọng dòng tiền quay trở lại, và bây giờ thì chúng ta thấy là có sự tham gia của dòng tiền khối ngoại một chút rồi, cũng có mua một số những cái cổ phiếu ví dụ như VIX này, Vinhome này, đặc biệt là cổ phiếu Vinhome có xuất hiện mua cả tự doanh mua từ phía hôm qua, cho nên là chúng ta cũng có cơ hội để kỳ vọng khá là nhiều tại cái thời điểm này các bạn nhé. Tiếp đó là mình sẽ đi trả lời một số những cái câu hỏi quý anh chị các bạn quan tâm trong cái video của tối hôm qua. Đầu tiên thì cổ phiếu KDH, KDH hôm nay rất là đẹp các bạn nhé. Thì những cái cổ phiếu bây giờ nó vượt đỉnh này nó rất là đẹp luôn. Thì cái mục tiêu tiếp theo KDH thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ đạt đâu đó khoảng 55 56.000 các bạn nhé. Hôm nay nó vượt đỉnh rất là đẹp luôn rồi. KDH nó đi theo kiểu nhẹ nhẹ này, nó tạo sóng ngắn cực kỳ là ngắn nhẹ nhẹ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng KDH nó sẽ đạt ở cái vùng đỉnh ở đâu đó là 55 56.000, mình vẫn kỳ vọng như thế. Hôm nay vượt đỉnh rồi. Và hôm nay rất là tích cực luôn, ở cái chiều thậm chí là giữ vững cho thị trường luôn ạ. Ok, tiếp đây là cổ phiếu DG nhé. Thì DG hôm nay tạo gap tăng lên. Thì các bạn xem video của mình thì các bạn cũng đã thấy rất là quen thuộc của mình. Có nghĩa là những cái phiên mà nó tạo gap tăng này mình không thích, đúng không ạ? Đấy là một phần cái thói quen của mình thôi. Về những cái phần mà kiểu như là nó tạo gap tăng lên là khả năng rất là lớn nó sẽ quay trở lại lấp gap. Và cái phiên nó lấp gap đấy là cái phiên mà rất khó chịu luôn. Không biết là nó sẽ tạo cái lực nó tiếp từ đấy giảm hay không thì rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì mình cái tạo gap thế này thì không biết là nó có điều chỉnh hay không. Các bạn thấy là có một phiên trước đó trong cái giai đoạn nó bật để tăng lên thì nó có tạo gap tăng lên nhưng nó không quay trở lại điều chỉnh. Nam Long hôm nay không tăng nổi, Nam Long đến cuối phiên giảm, rất là duy trì ở cái điểm sắc xanh và phiên sáng. Tuy nhiên thì đến cuối phiên thì Nam Long vẫn tiếp tục giảm xuống. Thì hiện tại mình vẫn mục tiêu target của Nam Long hiện tại mình vẫn kỳ vọng là 79 80.000 thôi. Bạn nhìn thấy là khả năng là nó sẽ quay trở lại test thêm cái vùng đỉnh này một lần nữa, và khi nó quay trở lại test thì đây là điểm mua. Thế nên ở mức 68.000 là cái mức mà khả năng xảy ra chốt lời khá là nhiều, và mục tiêu hiện tại thì mình vẫn đặt Nam Long kỳ vọng là 78.000 các bạn nhé. LDG thì hôm nay đặt luôn kỳ vọng là đâu đó khoảng 19 20.000 rồi. Hôm qua mình có phân tích một chút là chúng ta sẽ có kỳ vọng là với mục tiêu của LDG là sẽ đặt đâu đó khoảng giá 21 22.000. Và hôm nay là các bạn thấy là tiến sát 20.000 luôn rồi, tăng trần liên tiếp. Thì những cái cổ phiếu như này nó vượt điểm mua rồi, nó không có điểm mua cho chúng ta đâu. Điểm mua là ở những cái video trước trước là mình phân tích nó quay trở lại test những cái vùng đỉnh này, thì đấy là cái cơ hội mà chúng ta mua vào thôi. Hôm nay là mình thấy là cái Nam Long chuẩn bị nó lại tạo cho chúng ta một cái điểm mua nữa. Và Nam Long thì vừa đi xem qua rồi. Tiếp nữa là cổ phiếu BAS, hôm qua có một bạn có hỏi cổ phiếu BAS là nó chưa nắm giữ, mua giá 23.4. PS thì như này tiếp tục nắm giữ các bạn nhé. Cổ phiếu này đang uptrend khá là đẹp, cho nên là chúng ta nắm giữ thôi ở cái chiều trạng thái uptrend đẹp như này. Với giá 23.4 thì chúng ta chưa quá là lo ngại cái thời điểm hiện tại. Đợi nó xem nó có test lại cái vùng hỗ trợ đâu đó là 23 đến 23.6 không. Đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này hiện tại, và nó đang có một cái xu hướng trend khá là đẹp. Vậy thì chúng ta cần cân nhắc ở cái vùng này, nếu nó thủng cái vùng này thì có lẽ là nó sẽ không còn đẹp nữa, và thậm chí là vừa mới chia cổ tức thôi phải, đúng không? Ok, thì đó là cổ phiếu APS. Uptrend như này thì không có gì để nói cả, nếu nó thủng cái vùng này thì chúng ta cắt lỗ thôi, chúng ta cắt thôi, bán thôi, còn nếu không thủng thì chúng ta tiếp tục giữ.
Tiếp đấy là cổ phiếu VIC là Vietjet à. Vietjet hàng không nói chung thời điểm hiện tại thì mình thấy là do cái tình hình dịch bệnh vẫn khá là phức tạp, thì mình nghĩ là để nhóm hàng không, nhóm du lịch nói chung đi, để nó phục hồi tốt quay trở lại thì có lẽ chúng ta cần phải kiểm soát được dịch, và đặc biệt là cái biến thể mới hiện tại ấy, thì chúng ta cần phải follow thêm nữa, xem cái thông tin ca mới các kiểu, diễn biến nhiễm ca nhiễm mới các kiểu xem nó có như nào. Thì mình cần cái này, cần cơ bản nhất đó là nhóm ngành này, cần cơ bản nhất đó là dịch bệnh ổn định quay trở lại, người dân được đi lại nhiều hơn một chút, thậm chí là du lịch các kiểu mở cửa nó thoải mái hơn một chút, thì cái nhóm này sẽ được hưởng lợi rất là nhiều, nhóm du lịch được hưởng lợi rất là nhiều. Còn đối với cổ phiếu này, nhìn nhìn chung về cổ phiếu này thì chúng ta đang thấy nó còn đang tạo một cái mẫu hình, mẫu đi vào một cái xu hướng tam giác như này, và thì hiện tại vẫn tiếp tục nắm giữ các bạn nhá. Không biết là bạn mua bao nhiêu và lỗ bao nhiêu, thì tuy nhiên là mình nhìn như này, các bạn sẽ tiếp tục nắm giữ, khả năng cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục đi ở cái vùng góc hẹp nha, và tiếp tục nắm giữ thôi, tiếp tục nắm giữ, và khả năng những cái vùng này chúng ta còn có cơ hội để chúng ta mua vào để kiểm chứng, là mua vào để kiểm chứng xem nó có bật đi lên khỏi cái mẫu tam giác này. Đây là dài hạn một chút, đồ thị tuần nha, nó có bật khỏi cái này đi lên hay không, và hay là nó bật thùng đi xuống. Thùng đi xuống tất nhiên là xấu rồi, và chúng ta có thể cắt lỗ đi. Còn nếu bật đi lên đấy, thì cái mẫu hình này, đây là tuần, đồ thị tuần nó sẽ lên rất là cao luôn các bạn nhé. Ok, thì theo quan điểm của mình, tiếp tục nắm giữ về Vietjet nếu các bạn đang có hàng, và thậm chí chúng ta có thể trùng bình giá xuống, có thể đánh cược ở cái mẫu hình đuôi đuôi của mẫu hình góc nhọn tam giác này này. Tiếp đó là cổ phiếu ITA thì hôm nay vượt đỉnh rồi các bạn hỏi khá là nhiều, và mình thấy là cổ phiếu ITA hôm nay vượt đỉnh rồi, các bạn sẽ tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu như này thôi, vẫn tiếp tục hút dòng tiền, mà nhóm ngành bất động sản vẫn tiếp tục hút dòng tiền, chúng ta chưa thấy có dấu hiệu dòng tiền rút khỏi, và đặc biệt là một số những cái cổ phiếu này nó cũng đã tăng rất nóng, tuy nhiên thì có một cái cơ hội và tạo cái sự an toàn cho nhà đầu tư, có nghĩa là trong cái quãng đường đi đấy thì mình thấy là xuất hiện những cái giai đoạn mà cổ phiếu cũng đã tạo cái hy vọng cho nhà đầu tư, sự an toàn cho nhà đầu tư, đó là trải qua khoảng một tuần tích lũy và hôm nay nó đã bật khỏi lên rồi, thì những cái lúc nó bật lên như này là những cái lúc mà những cái phiên nó bật lên nó đã tạo an toàn, điểm an toàn cho nhà đầu tư rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, xu hướng của cổ phiếu này sẽ target mục tiêu là khoảng 20 các bạn nhé. HQC hôm nay cũng vượt đỉnh luôn. Tất cả nhóm cổ phiếu, nhóm ngành bất động sản vừa và nhỏ, cái cổ phiếu nhỏ như này thì đều có sự tăng tích lũy, sau đó tích lũy và vượt đỉnh. Tích lũy vượt rồi thì đây là cái cơ hội là rất là tích cực cho quý anh chị các bạn tiếp tục nắm giữ. Mục tiêu của cổ phiếu HQC hiện tại là khoảng giá 10 các bạn nhé, 10 11. HAG, có một bạn có hỏi HAG, và chúng ta thấy là HAG không có gì phải phân tích cả. Từ phiên hôm trước là vượt đỉnh rồi. Phiên video của tối hôm qua mình cũng đã phân tích là cổ phiếu có tích lũy, có giảm một chút, test lại một chút và sau đó có bật vượt đỉnh rồi thì tiếp tục nắm giữ thôi, không có cái gì đáng lo ngại cả. Khả năng HQC ở khả năng HAG sẽ tiến đến 15 16 luôn, thậm chí là khả năng là phiên mai sẽ tiến đến cái vùng mục tiêu này luôn. Ok, thì đó là một số những cái cổ phiếu mà quý anh chị các bạn quan tâm trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video các bạn nhé. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này. Video cũng khá là dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video sau ạ.